bây giờ sẽ ra sân mình vào khu ăn uống ở chợ Ngọc Khê nha. Em muốn hỏi em ơi. Vâng. Rất là nhiều hàng quán ăn ở đây phục vụ cho các bác bán hàng tại chợ này, và những người đi chợ này, những người cần ăn. Ở trong này thì đồ ăn ở trong này thì rất là rẻ. Không phải hàng nào mình đã từng ăn rồi, nhưng mà chung chung thì tương đối rẻ thôi, không bị chật chém. Bên này có hàng phở này, hàng nước này. Đồ ăn ở đây chủ yếu là bánh cuốn, bánh chả, bún thịt nướng. Còn bên này là đồ hàng thịt. Vâng ạ. Mày vấn đề gì? À, cháu đi quay đồ lung tung đi ạ. À. Đấy, bác đồ sẵn này bác. Đấy, bán đồ đấy. Có con nem à? Cá ừ, bác riêng luôn này ạ. Cá, con tét, tôm, nhiều thứ lắm. Đây là thịt, đây là gì ạ? Thịt nướng à? Ừ. Chả xương sông, má nốt ạ? Ừ. Đây là cháu nó đi làm clip. Nó là dùng YouTuber. Đây mình sẽ đi tham quan một tên là số hàng đang ở trong đây nha. Rất nhiều hàng ngon đúng không? Khu chợ bên này là khu rau củ quả này. Rất là thịt. Thôi mình sẽ quay lại hàng kia. Sáng nay mình cũng chưa ăn gì nên mình sẽ đi ăn món bún thịt nướng. Lâu lắm rồi không ăn. Cảm giác như quán cô rộng ra thêm sao ạ? Ừ. Đây mình vừa xách chính tay rồi, mỏi hết cả tay và hay căng hết cả cơ rồi này. Mình sẽ để đồ ra đây và vào quán để ngồi ăn. Cô ơi, cháu xuất bún thịt nướng. Ừ. Hay là bún canh nhỉ? Bún canh thịt nướng. Có mọi người có cho kiểu đấy không? Hả? Có cho kiểu bún canh thịt nướng không? Có. Cô ơi, cháu mời bác. Sau này đây là nồi nước dùng nhá. Cô bán buổi chiều mấy giờ nghỉ cô? 2 giờ cô nghỉ các bạn. 2 giờ. Nghĩa là chợ tan thì nghỉ đúng không ạ? Ừ. Bây giờ là 9 rưỡi này. Ừ. Thế mày quay cái gì con? Dạ. Mày làm cái gì? Con quay đồ ăn linh tinh tí ạ. Ừ. Cho mọi người xem. Thế cô cứ làm bún cho mày nhá. Vâng, mà làm bún cho con đi ạ. Lâu lắm hôm nay cô mới thấy mày lại. Cháu mới về mấy hôm rồi. Ừ. Ở đây bún thịt nướng các bạn có thể ăn chấm nước mắm. Còn mình muốn cho cái thịt nướng với cả cho mắt canh cũng tương đối là ngon. Các bạn ơi, đây là thịt nướng nhá. Nướng của mình này, các cái vừa mới sẵn rồi, được cho vào bát rồi. Rồi ạ. Hãy bác cho cháu mấy miếng lòng ở đấy được không? Đúng. Cháu nhìn thấy có lòng đúng không? Có lòng. Rồi à, bao nhiêu rồi à? Rồi cho cháu một hai miếng nữa. Rồi ngon cực. Có lòng lon thì cho thêm tí lòng lon. Lòng thì luộc từ sớm nó nguội các bạn. Bác ấy sẽ trần lại cho nó nóng này. Ok. Bác ấy nhiều thế thì cháu ngoan hết rồi ạ. Cháu một nửa thì cho bác vừa trần thôi. Ừ. Chân lên là chắc. Vâng. Yeah. Đây nha. Đấy. Chưa cháu lòng lon, chưa có lòng lon. Có rồi. Chưa. Ừ. Rồi rồi, vâng ạ, được rồi. Bác chán nước đi ạ. Nước đấy xong bác cho cháu xin một tí nước béo cho nó ngay. Nước béo bảo hả? Và một lít này. Béo. Rồi cháu xin. Các bạn ơi, bát bún của mình đây nha. Xin bàn. Đây là cái thịt nướng này. Cái dưới thịt này. Cơm lòng này. Rồi này. Gà dày này. Gia vị
giấm tỏi, đen đen này. Tỏi nhiều cái mồm bốc mùi. Không ăn thì không ngon. Chung chút ớt này. Cô mang chân máy quay mình phải giữ một tay, tay mình đang cứng đơ rồi. Hôm nay đại trận mình đã đi lòng vòng rồi. Lòng vòng tương đối nhiều rồi nên rất là mỏi chân. Tay sách mỏi tay luôn. Cho thêm một chút quất. Hôm nay mình sẽ ăn miếng rồi nha. Pha nước chấm ăn rau sống thì sẽ ngon. Nhưng mà mình không ăn rau sống ở chợ này. Ăn thử miếng rồi đó. Ngon. Các bạn ơi, đây là mình đã ăn hết bát bún rồi nha. Trở lại miếng thịt lạc thì mình không thích thịt lạc, ăn rất là nhiều lần rồi. Đây mình có bình nước vối này. Và mình sẽ uống bằng bát. Uống bát để cho nước chung này. Chắc là ít người dùng đến. Bát chỉ là có nước chấm thôi. Mình sẽ phải uống bằng những cái cốc để sát trên bàn này. Cốc này. Bún cho 3 tiền nhỉ? 30 cho ạ. Vâng ạ, cảm ơn cô nha.